Ông đứng yên đi nha. Tôi mà hy sinh là ông nhớ nói vậy, nói với bố mẹ tôi nha. Ok, bye bye Woody. Ok. Alo, cho hỏi có phải là số điện thoại của ba mẹ Woody không? Thì anh ta đã vì tổ quốc đã hy sinh một cách rất là anh dũng. Xin mọi người đến nhà tang lễ nhé. Địa chỉ là nhà của Andy. Và tụi tôi địa điểm cái nơi xảy ra vụ án là phòng phòng khách. Ok, tôi sẽ cúp máy tại đây và tôi sẽ nhìn xác của Andy. Hồi đi đây, hồi xin. Hold up. Ok, tiếp tục thôi. Ok, từ từ, để tôi qua cái đã. Rồi. Ok, tiếp tục. Ok. Chúng ta tiếp tục cái hành trình của chúng ta đang bỏ dở thôi. Cái shader này hơi bị sáng đấy. Và hôm qua tụi mình là hôm qua nhiệm vụ của tụi mình là đi trời, cái shader này sáng kinh khủng luôn. Để mình thay lại cái kia kìa. Đây. Hôm qua thì nhiệm vụ của tụi mình là đi vào cái tủ mà tủ bự màu trắng. Ok. Rồi bây giờ là đường rồi đi. Đây. Để tôi coi trong đây có gì. Trong đây cũng là một cái dọc đường vòng. Ok. Nhảy quá. Tại vì mình cũng phải kiểm tra hết coi ở đâu coi có cái này không biết có đồng xu không. Coi chỗ mấy nào. Cái này không được đập phải không? Không được đập bất cứ thứ gì ngoài đồng xu hết á. Creeper. Ok. Rồi đi tiếp ông em. Ôi trời, thấy không có gì trong này hết á. Ô đi trên này có đồng xu nè, trên này có cái đồng xu nè. Ông lấy. Đồng xu hình con heo dễ thương á. Rồi, ông đâu rồi, em đâu rồi. Lên. Thực ra là đi lại cái đường cũ. Ây da, thiệt là lầy quá đi. Ok, đi lên. Ồ, đây có cái lỗ hả? Mình tới đâu rồi nè. Chắc mình lên được tới nóc tủ rồi đó. Ui. TB lên. Để tôi TB qua ông. Rồi. Ê, dưới đây có đồng xu nữa nè. Ông lấy đi. Bây giờ tôi đang tìm đường đi đây. Mỗi lần đặt là nó vậy à. Thì ghê á. Rồi. Ok. Rồi. Chị đâu? Rồi qua đây. Ok, tôi thấy đường rồi. Ok. Ôi nhìn ra ngoài nhìn cực đẹp luôn các bạn. Cẩn thận nha, gần chết. Cẩn thận coi chừng chết. Ok, giờ nhảy lên đây. Quá khó vậy. Ông đi mép ra rồi nhảy vô. 1, 2, 3. Ui, okay. Tôi lên được rồi. Ô, ở đây có thêm một cái gương. Cẩn thận nha, quái vật xung quanh. Yeah, chúng ta đã được cái mảnh chìa khóa thứ 3 rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo là, để mình xem. Ok, bạn đã đạt được mảnh thứ 3 và bây giờ là thời gian để đi tìm cái mảnh cuối cùng, mảnh chìa khóa cuối cùng. Rồi, nó được cất giữ ở đâu đó trên đỉnh, trên đỉnh đầu cái tủ là trên cái đỉnh cái tủ. Rồi giờ mình đi đường nào lên đỉnh tủ đây? Từ từ. Và tìm nó thì chúng ta cái kho báu sẽ được ấy. Rồi bây giờ tôi đi được rồi nè, tôi lên được cái chỗ này rồi nè. Ông đi đường đó đi. Ê tôi bên đây cũng có nè. Ê tôi lên đỉnh rồi nè. Ủa ông đi đường nào vậy? Ê hình như nãy tôi thấy có cái đồng tiền á, ông coi bên đó đâu không? Ở đâu? Đâu đó đây có cái đồng tiền mà. Nãy lúc mà mình nhảy lên cái cầu thang á. Tôi không có thấy. Từ từ. Ông cứ tạm thời ở đó để tôi nhảy coi có thấy cái đồng tiền không. Chết rồi, không có rồi. Chết rồi. Nát rồi. Ông cãi đi, bỏ một cái cũng không sao đâu. Lên này không được đâu. Đi đường kia đi. Rồi bây giờ trên này có một cái đường thang đi lên nè. Lên, nó kêu mình lên đỉnh mà, lên đỉnh tủ á. Ông có bị tối không vậy? Có, bên đây. Quên cắm đuốc cho ông, quên. Tôi không bị tối. Ông có bị tối không thôi chứ tôi không bị. Ê đây có 4 cái đồng tiền luôn nè, ngon. Đâu vậy? Chỗ cái đàn á. Ô trời ơi, nãy giờ không để ý đây. Tôi lấy. Tôi được 3 đồng rồi nè. Tôi gần hết pin ông ơi, tôi gần hết pin rồi. Rồi. Tôi nạp điện như thế nè. Ủa ông có hả? Có điện. Có pin. Ok. Rồi lên. Rồi. Tôi là con úp giải mà sao tự nhiên tôi phải xài pin. Cái đó là do reset pack ông sao đâu. Có thang máy nè. Phải không? Từ từ bình tĩnh. Bây giờ elevator tôi nghi ngờ lắm nha. Tạm thời mình đừng có ấn cái nút gì hết đã.
Render. Ô bây giờ nó bắt mình bấm vô pha pha lên như là 16. Bây giờ ông load thành 16 chinh đi. Rồi ok. Rồi. Ồ nó bắn ra kìa. Nó bắn ra kìa. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cái get world. Đây. Xem nào. Cái mảnh thứ ba là của chúng ta rồi. Cái mảnh thứ ba nó đập lộn thì phải. Hàng gì. Ông đập lộn cuốn rồi. Ok, bây giờ là thời gian để sửa một cái cỗ máy và chúng ta sẽ được nhận đồ. Ủa cái cỗ máy nào ở đây? Ôi trời ơi. Bây giờ load nó hơi bị ấy à. Ủa giờ cái cỗ máy nào ở đây ông à? Có cỗ máy nào? Có cái cục dưới này là cái ly cà phê không phải cái cỗ máy. Chắc ở bên kia cái cỗ máy thì chắc là rồi. Cái thang máy á. Đúng rồi. Bây giờ bấm vô cái thang máy thử nha. Ok. Nó đưa tôi ra cái cửa. Nó đưa tôi ra cái cửa rồi. Ủa sao? À cái đó là cái khúc mà để tụi mình hoàn thành nhiệm vụ. Ôi trời ơi, bây giờ mình phải lên lại rồi. Ok, giờ tụi mình bay lên trển đi. Hàng gì? Trước giờ tụi TB qua không? Ok. Mấy bạn thông cảm nha, tụi mình cứ tưởng là tụi mình sẽ được đi đâu đó nữa. Rồi. À dè, nó thả mình ngược lại chung. Vậy là bây giờ vậy là tôi với ông phải bắt cua bên đây hả? À, vậy là mình có bốn cái chìa khóa nè. Bây giờ mình phải đi mở khóa, mở đâu? Đó, bây giờ mình đặt ra. Đây. Không đặt đi. 1 2 từ 3 và 4. Rồi. Ok, để tôi. Trong đây có gì lắm. Lạ vậy. Tuyệt lắm. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành. Vậy là mới xong nhiệm vụ đầu tiên. Và vậy là mới qua được có một căn phòng thôi đó. Và lấy được 2 đồng xu nè. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đang đợi ở phòng khách living room. Ok, bây giờ là ông lấy 64 cái tia laser đi, tôi lấy. Vậy là tôi sẽ thành Buzz Lightyear, tôi sẽ không làm Woody nữa, tôi đổi này vô. Tôi sẽ có được cây súng của Buzz Lightyear. Giờ ông cầm cung hay là ông bận bao đồ? Cả hai đi. Ông bây giờ là một lựa chọn một hay hai, một trong hai đi ông à. Vậy thì tôi sẽ là thường. Tôi sẽ là Woody, ông làm Buzz Lightyear đi. Ông bắn cung đi. Ok, tôi bắn cung. Rồi, tôi ông còn bộ đồ đó. Rồi. Bây giờ chúng ta đi thang máy và đi đến phòng khách. Phòng khách ở đâu vậy? Bây giờ phải ấy thôi. Ủa, có bắt cua bên kia, tôi thấy có cái đường bắt cua, không chừng qua bển mình được mấy đồng xu nữa. Đúng rồi. Ông đi qua bển đi, ông bắt cua giỏi mà. Có 1 đồng à. Trời ơi, nát. Ông đứng đó đi. Ê. Như bên kia có thêm 1 đồng. Ôi trời ơi. Vậy ông xuống lấy đi rồi có gì ông TP lên tôi. Như mình lỡ chơi bậy à. Fail from the high play. Ê nó giờ bị nó dắt tôi qua đây luôn rồi kìa. À qua cái giường. Ông biết chỗ lấy cái đồng xu đó không? Biết. Cái hôm qua hàng gì tụi mình chui lên cái ghế ông ơi. Rồi bây giờ để lên được cái ghế chắc là phải lên cái bàn quá. Bây giờ lượm cái đồng xu cuối cùng trong cái phòng này cái đã. Vậy là tụi mình phải nhảy rất là kinh khủng. Kệ đi. Tốn thời gian tí. Rồi bây giờ ông phiền ông đi tìm cái phòng khách giùm tôi đi. Là sao? Là đi tìm phòng khách á, ông xuống trước á, rồi lát tôi TP qua là xong rồi. Ok, rồi. Tôi qua rồi nè, ông tới đi. Rồi xuống luôn, okay. Tới luôn. Ok, tôi thấy không rồi. Rồi đi, giờ mình đi tìm phòng khách. Là bây giờ okay. Nó bắt mình cái gì? Này đi xuống cầu thang nè, nếu mà tôi đính đúng thì dưới cầu thang là phòng khách. Phải không? Từ. Đúng rồi. Tôi có xem phim hoạt hình rồi mà tôi nhớ là dưới cầu thang là phòng khách. Nhưng mà rớt xuống kiểu này đâu quá à. Ê, hình như đi trên đó chứ không phải đi dưới này. Đúng rồi, chỉ là tôi đang nhìn thôi. Ui trời ơi. Đâu thế, ui trời ơi. Ê. Nghĩ là tôi với ông chắc sống không qua con chăn này quá. Ê, từ ơi, đợi hồi pin đi ông ơi. Trời ơi, bên đây có đường đi, ông chịu đi. Thì bởi vậy. Bên đây không mất một giọt mà mình nhảy cái hết. Rồi.
bây giờ là ui trời ơi nát thiệt. Là chúng ta phải hoàn thành cái nhiệm vụ ở basement first, là cái nhiệm vụ ở cái nhà phòng, cái nhà kho phải không? Vậy như là cái nhiệm vụ ở cái định nói sao ta? Nhà kho không ta, basement. Không phải cái trung tâm á, vậy như. À. Rồi bây giờ thì ô trong này có cái gì nè? Ôi giờ... ôi chết chết, tôi lọt xuống dưới này ơi. Ôi tôi cũng xuống rồi nè. Ôi dưới này đông đấy. Dưới này đông quá ông ơi. Bây giờ ô nhìn rồi tôi ra đảo luôn. Trời ơi, nó cho tôi cái checkpoint tới đây luôn. Kinh khủng. Ok, giờ tụi mình chạy qua bên kia coi có gì. Đừng, tôi nghĩ là mình đừng có đánh ông mày. Ơ ô lỡ nước à. Rồi bây giờ tìm nhiệm vụ ở đâu đây? Ở đây là phòng khách. Đây là phòng giờ... bếp hay gì rồi? Bếp hay khách? Ờ phòng khách có cái tivi kìa. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta ở trung tâm phòng khách, có nghĩa là cái bàn này hả? Ừ, bây giờ ở trên bàn có nước đổ xuống này, vậy mình leo lên bàn à, đúng được rồi đó. Đúng rồi, vậy là mình lên bàn trước, đúng rồi. À ở nước gì mà đổ hoài ha. Ê trên đầu cái con kia nó có cái đồng xu kìa. Rồi trên đầu có bớt laser xu kìa. Bớt laser. Ủa ông cũng có cung nữa hả? Ông cũng có ừ. Ơi xin lỗi ông. Ừ mỗi con có một cây mà. Ngon. À con không có, cái đầu nó là vậy á, tôi tưởng đâu đầu nó là cái đồng xu. Cái đầu nó hình đồng xu chứ không phải là cái đồng xu, nó giả đồng xu. Rồi lên thôi. Lên đi, lên. Ủa con nhện có râu rồi, nhìn giống như. Ừ nhện có râu luôn, dễ thương. Nhìn rồi, rồi. Ủa trên này có cái đồng xu, trên này có cái đồng xu, tôi thấy cái đồng xu. Ông lấy đi. Rồi bây giờ có cái gương. Ok. Rồi living room, nhiệm vụ của chúng ta. Xin chào Bert và Woody. Trong phòng của Andy thì đã có một cái gọi là gì, one up, là kiểu như là thôi thì cho qua. Bây giờ thời điểm này thì chúng ta phải đến với thử thách. À, thực sự ở trong phòng khách bạn phải có ba cái Metro web là gì ta? Metro là gì ông? Nè tôi thấy có cái nữa nè. Nhiệm vụ và một Major là cái này là giống như đại, cái gì tôi nhớ như là đại tướng hay gì ta? Rồi on site Major monogram one site web. Rồi you first test Aeropack. Bây giờ mình phải đi lên lại cái cầu thang nè. Và leo lên chỗ cái kệ sách. À hiểu rồi. Hiểu rồi không à? Hiểu rồi hả? Bây giờ mình phải đi ngược lại cái ấy. Ủa như tôi, mình đâu có checkpoint đâu. Ông đánh tôi chết đi. Ông đánh tôi đi. Rồi. Ok. Đó vậy là mình khỏi đi chi cho xa xôi. Ok khỏi đi cho xa xôi thiệt. Ủa tới ngay cái giường này luôn á hả? À, tại vì hôm bữa đó. Ờ đúng rồi, hướng này mới đúng chứ. Ok, tôi chết rồi. Tôi chết. Biết sao không, tôi hết đồ ăn rồi. Ê, ông hết rồi hả? Nè. Ok. Rồi bây giờ là từ chỗ này chúng ta phải nhảy qua cái kệ sách nè. Cố lên nè mè, cố lên. Ôi, nếu mà nãy mà mình không đi kiểu đó là mình phải hoành ngược về. Ê, đây á. Ở đây có một cái đồng xu, có checkpoint nè, từ. Ông từ từ nha, để tôi xuống rồi ông mới checkpoint, gọi checkpoint đi. Dưới đây cũng có thêm cái đồng xu nè. Để tôi lấy luôn. Tôi checkpoint được, ok. Rồi, hồi nãy biết vậy đi xuống rồi, cần phải nhảy. Rồi bây giờ mình nhảy qua kệ sách không à. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy qua cái kệ sách nè. Ủa tao có nhảy đâu, này đi bộ qua mà. Từ từ, cẩn thận nha, coi chừng kệ sách coi có cái gì. Có cái đồng có con gì nó lú đầu ra là chết luôn. Nó say hai mình cái là coi như là bye bye á. Rồi này, giờ... này. Cái này là cái không ta? Ủa cái này cái cây, xin lỗi lộn. Nhìn xanh xanh tôi tưởng cướp mũi. Nè đi lên trên này. Lên trên này nè. Đó. Đây rồi đâu nữa. Nhảy qua đây. Ui. Ồ tôi thấy đường rồi. Đây nè. Từ. Ông đứng yên đi nha. Tôi mà hy sinh là ông nhớ nói vậy, nói với bố mẹ okay. Tôi nha. Ok, bye bye Woody. Ok. Alo, cho hỏi có phải là số điện thoại của ba mẹ Woody không? Thì anh ta đã vì tổ quốc đã hy sinh một cách rất là anh dũng. Xin mọi người đến nhà tang lễ nhé. Địa chỉ là nhà của Andy và tụi tôi địa điểm cái nơi xảy ra vụ án là phòng phòng khách.
Ok, tôi sẽ cúp máy tại đây và tôi sẽ nhìn xác của Andy. Oh, Andy đã hồi sinh. Nhảy đi, nhảy lên, nhảy chứ đi. Rồi. Gì? Cái câu mà của thằng Bert là gì? To infinity and beyond. To infinity and beyond. Ê, alo, xin hỏi và bây giờ là Woody đã chết lần hai. Ok, tụi mình đã có cái bí mật. Ồ, cuốn sách có tên bí mật. Bạn đã tìm được cái địa điểm chính xác. Và bây giờ chỉ cần ấn vào cái nút thì chúng ta sẽ mở gương và chúng ta dùng cái lông cừu màu đỏ để mở cái cửa. Có lông cừu màu đỏ không? Bây giờ cái cửa này, lông cừu màu đỏ kìa. Ơi, nó bắt mình hả? Sử dụng pha hoài nhưng mà yeah, now one, now go back and continue. Chỉ là nó cho mình xem mấy cái hình thôi, có gì đâu. Rồi ok. Rồi ủa giờ sao nữa, ở bên đây phải không? Ở bên này nè, bên này, bên này nè, bên này nè, bên này nè. Ông đi đâu rồi? Ở đâu, đâu, bên đâu, này đâu. Nè. Đằng này nè. Đây, có cái gì đây? Ủa cái chỗ này, chỗ này chỗ khác nè. Chỗ này chỗ xuống nè. Chỗ này chỗ xuống. Từ từ. Vậy là mình phải phát khao qua rồi. Ở bên đây cũng có nè. Thanh niên đi trước đi. Từ từ nha, ông ở đó nha, để tôi qua cái tại vì tôi bên kia tôi cũng thấy cái checkpoint á, ông cẩn thận. Sống không? Sống, sống. Đừng. Đây chỉ là đồng tiền thôi, để tôi lấy được rồi. Ông đừng có qua chị. Khi nào rồi giờ tôi tới B. Vậy là hướng của tôi là cái nhiệm vụ chính á. Rồi lên lại ông em. Nát. Đây lấy cái đồng tiền đi về. Rồi, nhảy xuống đây, nhảy xuống cái tên nhện. Chắc không? Này, chắc chắn không? Chắc chắn, lần này là không có kêu ba mẹ tới nhà tang lễ đâu. Ok, và con heo đói bụng động đi. Giờ mình bỏ cái này heo đi. Ê, ra sau dít nó coi có cái gì không? Ê, có nè. Xin chào Bert và Woody. Hãy xem là ở đâu tôi có thể leo lên. Tôi bây giờ là cái không biết làm cách nào để trở lại. Alright, bây giờ cái điểm của bạn thì ok, tôi đã ăn nó. Con heo đúng là con heo đói bụng. Nếu bạn muốn thấy tụi nó thì bạn phải tìm cho tôi cái Storm Mac là gì? Storm. Tôi tìm rồi, tôi mới quăng qua cho ông á. Ông quăng cho tôi cái gọi là cái Slabo á. Ông bây giờ cái Storm Mac là gì ta? Mà mình lấy nó, mình lấy rồi mà nó ăn rồi mà thì mình lấy rồi. Ông bây giờ ơi, today đến mấy lần rồi. Ok, giờ sáng rồi nè, xuống. Qua đây. Ê, hên quá, hên quá, tôi mới bây giờ thì ông gọi về quá. Ông gọi về cái trụ sở ở dạng ok. Alo. Ông từ từ. Alo, ông là gì không? Ủa cái đó là ở ngoài vũ trụ mà. Ở ngoài vũ trụ mà gọi về cái trụ sở trạm không gian. Alo, trạm không gian có nghe tôi nói gì không? Anh Bert là đi đã hy sinh vì nhảy ngu. Ok. Ok, tôi nói Bert là đi chết luôn đi. Ơi cái này từ từ. Không. Cái này là nó có cách nhảy hay sao quá. Phải mở cửa ra, ông phải mở cái cửa ra ông mới nhảy qua được. Hiểu rồi. Tôi qua rồi. Tôi tay bay qua ông giờ. Ủa bây giờ mình hiểu rồi, cái này là mình phải tìm được mê cung cửa. Wow, cái này hay quá à. Cái này thực sự là hay luôn á. Hay ghê mà nãy giờ tôi đi hoài luôn. Đi đường thẳng. Tôi lấy cái đồng xu. À, ông lấy đi. Ủa cái này sao nó dễ quá vậy? Lẽ ra tôi nghĩ là cái này nó phải hay lắm á, nhưng mà tại sao mà nó kiểu như đi câu cũng dính vậy kìa. Cái này là phải tôi thấy được cái đồng xu nè, ông thấy nè. Đường này nè thanh niên. Rồi lượm cái đồng xu đi. Và bây giờ trời ơi. Coi chừng. Không phải đâu, bên đây nè. Đúng rồi. Vô đây ông nhận mấy cái dự đi. Từ từ. Lấy hết cùng. Đúng rồi. Ủa ông này có mũi tên phải không? Lấy hết mũi tên trong tụi này của tụi nó ra. Không, cái này cũng là một cái gọi là cung cấp cho mình vũ khí. Đây, cho hai stack đây. Xài thoải mái. Thoải mái luôn. Ê, ổn không ê? Đừng. Ổn không. Ê, nhìn cái đường này là nguyên một đống. Ê, tôi lấy ra được nè. Nghe gì vậy? Rồi, đủ rồi, đi thôi. Ôi, cái này luôn không? Tôi nghe tiếng của... Ủa mà đúng, nó đâu có được phá gì đâu. Mình lấy gì có phạm luật không em? Ông này đâu phải là phá đâu, này là mình lấy mà. Vậy là ông phạm luật á, nãy giờ tôi không có phạm luật luôn á. Rồi, chúng ta đã tới cái mông của con heo. Và đến... Con này là con mèo. Ô, con...
Con này là con cưu. Checkpoint cái đã. Con cưu. Nhiệm vụ Để đằng sau đít nó có cái gì kìa? Con cừu sợ hãi. Ok bây giờ con cừu nó kêu be be. Nó nói đường này là đường đi nè. Chế độ dịch. Cảm ơn Bus. Cậu là người hùng của tôi. Tôi không thể nghĩ rằng là có ai đó có thể giúp tôi, nhưng cậu đã tới. Những phần thưởng đi. Là dạng như là nãy mình mới vừa giúp con heo á, rồi trả. Rồi bây giờ tới con cừu nè. Nhà bếp. Nếu bạn không muốn những đồng xu thì bạn có thể đi đến nhà bếp. Đó là lựa chọn của bạn. Rồi nhà bếp từ từ. Còn thêm nhiều điểm là nhiệm vụ ở phòng khách đã hầu hết được hoàn thành. Hầu hết thôi chứ có nghĩa là hoàn thành 100%. Đây là một check to do. Vậy là nhiệm vụ phụ nè. Bạn có thấy cái hold. Cái này là gì không? Đâu? Bạn có thấy cái gì màu xanh lá đó. Cái nào? Chắc cái băng đĩa gì đó, từ từ. Trước cái TV. Nằm trước cái TV. Màu xanh lá. Tụi mình. Okay. Ủa cái TV ở đâu? Đâu rồi? Từ từ. Để cho lên 16 inch luôn. Từ từ để. Thấy không? Từ từ. TV ở đâu cái đã? Trước tiên là TV nằm ở đây. Hiểu rồi. Rồi tôi nghe được tiếng nào những con bọ nguy hiểm. Rồi giờ mình thử qua bển đi. Mình là khám phá hết mọi thứ ông ơi. Ông nhảy đi, phải làm hết nhiệm vụ phụ chứ. Mình phải khám phá hết chứ. Chơi map mà phải vậy. Rồi, có cái nút rồi nè. Ê, không phải. Ê, bên kia có đồng xu, ông đợi tôi ở đây nha. Ủa cái này có cái lỗ nè, cái lỗ đó này xuống chắc chết quá. Không, cái đó là nơi thoát á. Tại vì tôi chạy qua đây tôi lấy cái đồng xu. Alo. Ở đây nào vậy cha? Nãy giờ tôi chết bao nhiêu lần rồi, tôi chết chắc chục lần rồi đó. Rồi bây giờ. Bích. Alo. Trời tưởng chết chứ. Rồi, bây giờ là cái màu xanh lá đó đó, ở trước cái TV. Rồi bây giờ tụi mình thử qua. Đồng xu. Cách leo. Cái này phải màu xanh lá không? Có cái đồng xu trên này nè. Gấp chưa? Lụm chưa? Rồi. Lụm rồi. Rồi bây giờ là xuống. Xuống đây coi có gì nữa không? Từ. Cái nhà đâu đi hoài không hết vậy trời. Chưa đâu, mình phải hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ ở mọi phòng á, bây giờ mình mới được á. Tôi không muốn làm đồ chơi nữa, làm đồ chơi cực quá. Trong đây có gì kìa? Từ. Ông chỉ bậy. Tôi chưa kêu ông xuống mà, tôi chỉ nói là có cái gì kìa. Chúc mừng ông đã hy sinh vì chủ. Chết này có 2 đồng xu với lại 2 miếng. Ê, chú thôi. Đã cấp. Quá đỉnh. Rồi. Ok, xuống. Coi bên trong kia có gì không? Tôi nghĩ là ở trong có ha. Có nên đi không? Bây giờ chúng ta phải đi tới cái TV cái nè. Từ, ở trước sau thì mình cũng xuống rồi, để coi trong đây có gì. Rồi chắc không có gì rồi. Ok. Đấy, cái này là cái PC phải không vậy? Đâu, cái đó là cái loa mà. Tôi nhìn giống cái PC quá. Tôi muốn mua một cái vậy quá. Rồi bây giờ lên đó. Ở trước. Cái này là cái ghế sofa mà chứ đâu phải là cái TV. Nó nói là ở trước cái TV, cái in front of là trước đối diện mà phải không? Hay là trước? Ai biết. Thôi được lại đi. Nói chung thì cái chỗ đằng sau là nãy giờ cái nãy mình lên đây có gì đâu. Chắc mình nó kêu mình lấy cái đồng xu á mà mình lấy rồi á. Ở trước cái TV. Ui. Hình như là mình. Để coi. Trước cái TV có gì? Chả có gì cả. Ok. Nhưng mà tôi thấy được một căn phòng rồi nè. Mình có nên vô. Đâu. Có thể là ổng cái căn phòng đó là nhiệm vụ phụ á, đi không? Đi đâu coi. Ở đâu? Đó bên đây nè. Đi luôn, nhiệm vụ phụ phải làm cho hết. Rồi bây giờ lên. Ủa sao lên trời? Này không phải đâu. Vậy là chắc là lấy cái đồng xu đó thôi á, nãy mình lấy rồi á. Nhưng mà ok. Có đồng xu này nè. Vô, cấm đuốc cho. Nguy hiểm quá. Không lấy đi. Rồi. Đi tiếp thôi. Từ từ.
Coi đây có gì không? Ê, như trên đây có đường lên không à? Ô, có đồng xu. Ông cấp đuốc giùm cái. Thấy được. Quên. Ok. Tôi cứ nhìn bên đây, tại vì bên đây có shader. Bên đây có shader. Tôi nghĩ là ở đây quá không à? Màu xanh lá. Ê, có cái bảng gì kìa? Có con heo kìa. Ủa nãy tôi nhớ cái chỗ này quen quá vậy. Mình hoàn thành rồi, bây giờ là mình hoàn thành gần hết rồi. Ôi nhìn mặn heo muốn đấm không ơi. Rồi vô. Vậy nhanh. Đây này coi này là gì. Ôi sao tối quá vậy. Rồi không ổn. Thôi cái này không phải luôn rồi. Cái này nhiệm vụ thứ phòng thứ 3. Mình phòng thứ nhất, phòng thứ 2. À phòng đó phòng thứ 4 ông ơi. Giờ mình đi tìm nhà bếp hay là nhiệm vụ phụ. Rồi nó nói cái call là gì ta. Google search. Đi liền. Không nhưng mà tập này hơi bị dài đó ông à. À thì bây giờ chào kết đi. Ok thì tụi mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like cho video và nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ hai channel của mình và channel của Mac ước Mac. Ok thì hẹn gặp các bạn ở tập sau của hành trình Toy Story phần 2. Yeah bye bye.